Rồi con nghe được phách một xong rồi con mới bắt đầu đánh nha. Để nhanh hơn á. Nghe nghe đếm trước. Nhanh hơn một chút nữa là được rồi, ngưng lại chút đi không? Ngưng lại chút đi, ngưng lại chút. Nghe 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 đếm trước đã, nghe đếm trước. Nhanh hơn chút nữa là được rồi, ngưng lại chút nè, ngưng lại chút nè. Nghe nghe đếm phách một trước. Nhanh hơn nữa mới được, nhanh hơn. Rồi từ từ con sửa cái tay cầm cầm dùi lại chút nè. Đây. Đó. Ok. Đó đúng rồi, rồi. Rồi. Rồi lại hết rồi. Từ từ nghe 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 phách một cái nè. Rồi. Rồi, ngưng lại chút đi con, ngưng lại chút. Nhanh hơn một chút nữa là được ha, cái tay con gần nhanh hơn chút nữa. Con nghe được rồi đó. Nhưng mà cái tay con nhanh hơn chút nữa là được. Đúng rồi. Good. Cầm dù chắc vô con, cầm dù chắc vô. Ok, good, tốt rồi đó, đó, đúng rồi, đúng rồi. Ok. Cầm dù chắc vô con, sửa sửa cái tay cầm dù lại nè, sửa lại nè. Con đang bị như nè, đó. Cho nè. Cái cán dù nó sát vô lòng bàn tay một chút. Đó, đúng rồi, cầm chắc vô thì mới đánh nhanh được. Rồi thử lại nè. Đó, đếm đếm trước, đếm trước. Rồi, hơi đuối đó. Rồi bây giờ cái cụ chỏ con nè, con lui ra đằng sau một chút. Đó, cụ chỏ con đang bị phía trước nè, con lui ra đằng sau một chút. Cái tay con nó nằm ở bên hông nè, nó không có nằm ngay giữa đâu, nó nằm bên hông. Ok, đúng rồi, rồi. Lại nè, nghe nghe trước nha, nghe đếm trước rồi. Ok, tốt rồi đó. Nắm bắt được rồi đó con. Ok. Tăng lên chút nè. Yeah. Rồi từ từ lên chút nè, con hơi bị chạy á. Rồi nè, cầm dù chắc vô nè, để bên hông. Đó, đúng rồi. Rồi từ từ đếm đếm trước, đếm trước. Nè nè, ở bên hông, con đừng đang để bị sức trước bụng rồi nè, cánh tay của con nè, để bên hông. Đó, lùi lùi lên chút, lùi lên. Ừ, rồi, đúng rồi. Rồi. Đếm trước nè. Đếm đếm trước. Ok, tốt đó, nhận biết được tốt rồi đó con. Rồi lên được từ 60 cho lên đến được 120. Ok. Nhận biết được phát mạnh rồi đó.